Xin hân hạnh được giới thiệu tới anh em đam mê đài radio cassette cổ, một chiếc đài sáp GF 535 hàng nội địa của Nhật Bản, chạy điện 100V, vừa mới về tại cửa hàng Nguyên Audio trong ngày hôm nay, ngày mùng 9 tháng 11 năm 2023, trong tình trạng đẹp xuất sắc, zin nguyên bản, mọi chức năng thì hoạt động hoàn hảo. Do hôm nay thì nó thay đổi thời tiết nên Nguyên Audio bị ngạt hết cả mũi, nên là nói nó hơi khó một chút, quý vị thông cảm cho nhé. Chiếc đài chạy một cửa băng cassette, sử dụng đầu từ metal chống mòn, mang lại chất âm rất là hay, và đặc biệt thì có đèn vu lắc theo điệu nhạc ngay đằng trước mặt đài rất là to nhé, hai đèn vu cực kỳ to luôn, và hai chiếc loa bát rất là to. Loa bát có đường kính nha, có đường kính to là 20 cm đấy ạ, màng giấy gân lụa, và nón sử dụng nón nhôm, sử dụng một loa tép giấy nữa quý vị ạ. Và cái loa thì hãng làm cái lưới sắt có bọc mạ chrome, đằng trước nó lồi lên nhìn rất là cổ kính, rất là đẹp luôn. Radio AM FM tần sóng 108 nên là bắt được rất nhiều đài. Ngoài ra thì có đường lay in để cho chúng ta kết nối với các thiết bị thông minh bên ngoài. Và có thêm một chức năng rất là hay, đó là chức năng có cái nút cho chúng ta vi tinh chỉnh tốc độ đây nhá quý vị nhá. Chiếc đài rất là to và dài đây ạ. Nó có đường kính nhá, kích thước chiều ngang của nó là 66 cm quý vị nhá, còn chiều cao nữa, chiều cao của nó là 32, chưa tính quai sách nhé quý vị nhé, 32 chưa tính quai sách. Và mọi chức năng thì đều hoạt động hoàn hảo tất, và giá thì Nguyên Audio cũng xin hân hạnh được báo giá luôn, cửa hàng đang bán với giá 16 triệu 500 nghìn đồng. Mọi nhu cầu quý vị liên hệ theo số điện thoại là 0358 237 899, Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Và bây giờ sẽ test mọi chức năng, đầu tiên là sẽ là cái radio quý vị nhé. Radio đấy. Cả nước giảm dần số xã, thôn ấp đặc biệt khó khăn, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển toàn diện giáo dục. Tiếp theo sẽ là cửa băng cassette. Chiếc đài này thì chúng ta về trưng bày trang trí nhà chúng ta thì rất là cổ kính và đẹp luôn ạ. Sách đi đâu chơi giao lưu thì rất là tiện. Với một chất âm rất là hay, rất là rõ và sáng, giải trầm rất là tốt. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình thắm sâu. Hãy
trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại hoặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư chào cho người yêu vài câu. Tất cả mọi chức năng của chiếc đài Sharp GF535 này thì hoạt động hoàn hảo tất cả quý vị nhé. Nguyên Audio xin được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.